Người ta nói cưới vợ là để vợ lo. Lo cái gì mà lo? Người ta nói cưới vợ là mình lời to. Lời cái gì mà lời? Sống tôi chẳng lo gì, chỉ lo ra vô vài ly. Cuộc đời mấy khi có những ưu phiền. Trời sao tôi khổ quá vậy nè. Con tôi chẳng để vợ làm việc gì đâu. Chào bên anh nhất. Từ giữa chén quét nhà làm vườn chăm con, nhưng vất vả trong lòng với tôi xem như là không. Bởi vì tôi yêu thương và tôi nhớ. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi lặng im không nói nên lời. Đàn ông phải thế nếu muốn gia đình ấm êm. Chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, đang ngủ say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, chỉ muốn vợ cười vợ vui. Giờ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Cái gì vậy? Là người hay là ma vậy? Trời ơi, cô làm gì vậy? Tôi là người chứ ma gì, ma sao thấy tôi được? My God. Xin hỏi, đây có phải là nhà anh vô thường không? Cô hỏi ai? Thì hỏi đấy, đây có phải là nhà anh vô thường không? Vô thường hả? Vâng. Làm gì có cái người có cái tên tào lao vậy? Không có. Nhà anh mộng thường không phải vô thường. Mộng thường là tôi nè. Kiếm tôi có chi không? Mộng thường. Ừ. Sao khát quá vậy ta? Tôi á, ở đâu cô có hình tôi hồi trẻ hả? À? Anh hồi trẻ? Ừ. Gì vậy? Anh mộng thường. Ừ, tôi nè, cô làm gì ghê vậy? Cô là ai? Anh không nhớ em sao? Em là Liên, cháu của bác Tứ đó. Hả? Liên. Yes. Liên Lé. Oh my god. Không phải Liên Lé. Anh delete ngay cái Liên Lé cho em. Bây giờ em là vậy nè. Đúng rồi. Nhưng mà hồi xưa cái mắt em không phải vậy. Hồi xưa cái mắt em nó... Nó vậy đúng không? À đúng rồi. Cái này đúng là đôi mắt người xưa nè. Nhưng mà bây giờ nó là vậy. Ủa sao mà hay vậy? Mắt em sao hết lé hay vậy? Thì em đi bắn lé. Hả? Công nghệ gì phát triển à? Lé mà cũng bắn được nữa hả? Được hết anh. Ngày xưa mắt em là hai trong đen dính lại như vậy đúng không? Ừ. Em bắn một cái nó tách ra. Là bắn lé. Miễn mình có tiền là cái gì cũng được. Hay quá. Nhưng mà sao em nói chuyện với anh mà em ngậm gì trong miệng vậy? Oh no. Em đâu có ngậm cái gì đâu. Sao mà không có ngậm, sao nói chuyện lế lế dễ 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 vậy? Anh quê quá à. Anh không biết gì. Em phải nói như vậy. Đây là phong cách như vậy thì người ta mới biết em là Việt Kiều. Ủa vậy hả? Yes. Việt Kiều là phải nói chuyện vậy. Lễ 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 lễ. Nhưng mà thôi. Em đi về đi. Em đừng nhắc chuyện ngày xưa nữa. Mộng thường bây giờ không còn là của ngày xưa. Anh ơi, anh nhắc đến ngày xưa, em mới nhớ đến hồi xưa. Lúc đó, anh hay tặng em những món quà. Chiếc nón bài thơ, chiếc áo bà ba và đôi dép lào. Ôi thật là lãng mạn. Anh nhớ. Cái nón
với cái áo là anh lượm, còn đôi dép là anh chôn. Nhắc mới nhớ, có bữa anh lượm ở đâu về cho em một cái giỏ thiệt là xuyên, em thích ơi là thích. Em mang nó đi từ đầu làng tới cuối làng, cuối làng có con nhỏ nó đứng nó sẵn rồi, nó chặn nó đánh em tê tua luôn. Anh nhớ không? Nhớ chứ. Cái giỏ sách nó bỏ quên, mà anh tưởng nó dục, anh lấy đem về cho em. Mấy bữa sau nguyên dòng họ nó tới cào nhà anh luôn. Anh ơi. Thôi nhưng mà chuyện ngày xưa qua rồi, chúng mình không đến được với nhau nữa đâu. Em đi về đi. Mọi thương. Không ngờ sau bao nhiêu năm trôi qua anh vẫn dơ như ngày nào. Nhưng mà em yêu cái dơ dơ, cái bẩn bẩn của anh. Mộng thường, mình nói lại tình xưa nha anh. Nha anh. Không được đâu Liên à. Mà. Không được anh đâu. Anh mộng thường, em thấy được. Cái gì vậy? Hello. Nghe đồn là chị là người yêu cũ của Mộng Thường đúng không? Yes. It's me. Dạ tôi còn nghe đồn á là xưa chị với Mộng Thường yêu nhau thấm thiết lắm đúng không? Exactly. Ngày xưa tụi em yêu nhau lãng mạn lắm, romantic lắm, chứ không có như bây giờ. Vậy còn bây giờ thì sao? Bây giờ hả? Ôi, nhìn vào ảnh thì em cũng biết. Sau bao nhiêu năm anh đã thân tàn ma dại, nhìn vậy là biết là anh không hề hạnh phúc. Hạnh phúc không vậy Mộng Thường? Thật là tội nghiệp. Hello, good morning. Hello. Ra đây, ra đây, ra đây nữa nha. Gì nữa? Nói cho nghe, hôm qua tại vì Emily quá xúc động nên Emily không có nói được những cái gì liên quan đến anh Thường muốn tâm sự với chị. Chị muốn nói cái gì thay kệ chị, tôi không có muốn nghe. Chị phải nghe. Là một người vợ tốt, là một người vợ chuẩn mực, chị phải biết được chồng chị thích cái gì. Chị phải biết được ngày hôm nay anh ấy thích cái gì và ngày hôm qua anh thích cái gì. Chị phải quan tâm đến chồng của chị. Chị hiểu không? Hello. Dạ chào cô. Dạ cô uống nước gì để anh vô lấy. No no, cô không uống nước đâu. À, con là cô Cam. Dạ đúng rồi. Oh my god, con là con của ba Mộng Thường đúng không? Dạ đúng luôn. Ôi, nhìn con dễ thương quá. Dạ, cảm ơn con. Con đang làm gì vậy? Dạ, con đang chơi game. Oh, turn up please. My god. Con, cái tuổi của con là tuổi ăn, tuổi học. Con không được chơi game. Con chơi game thứ nhất là con sẽ bị đau mắt. Thứ hai, con sẽ bị tự kỷ. Con biết không, không được chơi game. Sao cô nói chuyện giống mẹ con quá vậy? Thì tuổi của cô cũng ngang ngửa tuổi của mẹ con á. Nếu như mà cô xin được á, thì con của cô chắc cũng ngang ngửa con đấy. À, còn đây, đây là quà cô tặng con. Đây là thuốc bổ có nhiều vitamin, tốt lắm, ở bên bản có mang về cho con đấy. Dạ, cảm ơn cô. Oh my god, các anh, vào đây. Rồi, bây giờ các anh hãy dọn cho tôi cái bàn này qua bên đây. Đấy, dọn cái bàn này qua đây. Mau lên. Xong rồi dọn cái cây này qua đây cho tôi. Không được đâu cô ơi, mẹ con không vô chuyện. Con Nick không có biết, cái này là đủ tới phong thủy, con hiểu không? Rồi, nhanh. Cô rồi, quay lại, đấy, đúng rồi, cô. Đúng rồi. Xong rồi, các anh vào. Rời nguyên cái quầy bàn này ra phía trước cho tôi. Mẹ ơi, mẹ ơi. Ôi, gì vậy con? Gì hả? Gì hả, làm gì vậy? Xin ra chưa? Gì hả? Ôi, chị. Rồi chị làm gì ở đây?
Ôi trời, chị à, em nói cho chị biết, hôm qua em tới đây á, em thấy nhà chị cái phong thủy hình như nó không được tốt. Hình như gia đình chị hơi lục đục đúng không? Bởi vậy em sẽ thay đổi một số vị trí trong quán của chị để cho mà nó thay đổi gia đình của chị hạnh phúc đúng không nào? Rồi cái đây, rồi cái quầy bà ra phía trước cho tôi nào. Đứng lại. Không ai được phép thay đổi phong thủy trong cái nhà của tôi. Nghe rõ chưa? Em ơi! Hả? Ồ! Trời ơi! Tại sao? Tại sao quán của tôi ra nông nổi này? Tôi đâu có cờ bạc thiếu nợ gì ai đâu, tại sao giang hồ lại tới phá quán tôi? Trời ơi! Quan tàn quá! Ai? Ai đã gây thảm cảnh như vậy? Ai? Tôi đó! Hả? Tiên xa! Em nói vậy là sao? Anh không hiểu Tiên Sa. Tại sao em phải làm như vậy? Tại sao em đập đổ tất cả những lâu đài anh đã xây dựng lại cho em? Tôi mà không đập đổ á thì cái người yêu cũ của ông mới có tới đây để thay đổi hết mọi thứ à. Người yêu cũ của anh là ai? Cái con em bị gì đó. Trời ơi, Tiên Sa à, em hiểu lầm rồi. Anh đâu có hề yêu cô ta đâu. Anh chỉ yêu một mình em Tiên Sa à. Cuộc đời này anh đừng có xạo nữa. Nếu mà anh không yêu tôi á, bỏ mẹ con đi đây, tôi không có cần nữa. Mộng Thường chỉ có duy nhất một mình Tiên Sa thôi. Anh Mộng Thường, anh Mộng Thường, hôm nay Emily có nấu nhiều món ăn ngon cho anh. Anh ăn đi. Cô làm gì vậy? Tôi không có ăn. Cô đem về đi. Em nấu rồi, anh ăn đi chứ. Tôi không ăn. Em quan tâm anh mà. Quan tâm gì? Tôi với cô có dính dáng gì đâu, tự nhiên quan tâm. Người ta quan tâm anh kìa. Anh quan tâm người ta đi, quan tâm đây. Tiên Sa à, nghe anh nói nè, anh chỉ yêu một mình em, có một mình em thôi. Anh đâu có dính dáng gì tới cổ. Trời ơi khổ quá. Anh với cổ hồi xưa chỉ là mối tình học trò thôi. Mà thật sự cũng không phải mối tình nữa, chỉ là vu vơ gì thôi mà. Nhưng mà em quan tâm anh. Tại sao cô quan tâm tôi làm gì cô Liên ơi? Ở ngoài đời bây giờ cô, cô về đi. Cô đi tìm một người đàn ông nào đó xứng đáng với cô, yêu thương cô, lấy làm chồng. Thì lúc đó đó, người đó sẽ lo lắng cho cô, sẽ quan tâm cho cô, hiểu chưa? Thật ra em có chồng rồi. Mà chồng em không có được như anh. Em ao ước em được như chị đi xa. Em cũng muốn được chồng em quan tâm. Em cũng muốn được chồng em che chở. Em cũng muốn chồng em hiểu em muốn gì. Bởi vì vợ tôi là nhất trên đời. Anh Công Thường! Anh Công Thường! Anh Công Thường ơi! Anh Công Thường! Công Thường ơi! Tôi gọi anh Công Thường ơi! Công Thường ơi! Đâu đâu đâu! Dạ. Anh Mộng Thường! Ê! Anh Mộng Thường! Mộng Thường! Mộng Thường! Nhanh đâu nhanh! Dạ. Ê! Vô đây! Vô đây! Đi đâu vậy? Vô mấy nước! Vô mấy nước lấy xuất! Hả? Có chuyện gì vậy? Anh tự nhiên anh chạy vậy? Anh đâu biết đâu! Thấy mấy chú chạy anh cũng chạy! Ông này ông chạy giống như chạy theo quán tính vậy ông trời! Ông kêu tôi tới đây mà! Hả? Tụi em qua đây là tại vì anh gọi cho tụi em qua mà! Hả? Anh nhớ hả? Làm gì vậy? Ba hồn chính vía Mộng Thường quay về. Vậy chưa? Vậy chưa? Anh nhớ rồi. Bác Tứ gọi điện biểu anh kêu hai chú tới gấp. Mà mai mốt có chuyện gì hai chú làm từ từ thôi. Làm quá anh bị yếu tim. Từ từ cái đầu anh á. Anh biết làm sao không? Tại dạo này á, tụi em đi đâu cũng khó khăn hết trơn á. Muốn đi đâu cũng phải xin vợ, nịnh vợ đủ thứ hết trơn á. Từ nhà em chạy qua anh có 3 giây đâu, anh thấy ghê không? Hèn chi anh còn khổ hơn mấy chú nữa. Có gì? Nó thiệt, anh bây giờ bị Tiên Sa áp bức. Thiệt nhiều lúc anh muốn bỏ nhà anh đi luôn á. Em nói cho anh nghe nha. Không biết kiếp trước còn nữ làm sao chứ kiếp này mấy bà ghê thiệt á. Mình biết bà giận á, giận vô cớ. Giận là giận không có lỗi gì luôn á. Mà mấy bà còn thấy thiệt anh. Thôi mấy ông, có bằng tôi nói thiệt á. Bây giờ cái nỗi ám ảnh bà vợ hiền thục của tôi nó ảnh hưởng tâm sinh lý của tôi luôn á. Thôi cái chuyện đó rồi bây giờ á mình không giải quyết gì được đâu. Giờ qua gấp đi, bác Tứ kêu á. Đi 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 đi. Bác Tứ ơi! Bác Tứ ơi! Bác Tứ ơi! Bác Tứ ơi!
lẹ lẹ lên, lẹ lên, lẹ lên. Hết giờ rồi nè, chạy lẹ lên, lẹ lên. Nè 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 nè, ba con khỉ. Quay lại. Tụi bay chạy đâu, chạy rần rần vậy hả? Chạy qua kiếm bác nè. Trời ơi, mày qua kiếm bác mà chạy luôn vậy trời. Bác kêu tụi bay qua đây á là có chuyện để nói với tụi bay. Thì có gì nói đại đi. Trời ơi, cái tình hình sợ vợ của ba thằng bay nha, tao nói nó lan tỏa khắp cái khu phố này rồi. Mà bây giờ nó không còn ở trong khu phố nữa, nó lan ra tới quận, lan ra tới thành phố, lan ra tới cả nước. Cái chuyện đó thì liên quan gì tới tụi con? Sao liên quan? Tụi bay làm mang tiếng mang tai khu phố này quá mà tao là trưởng bối ở trong khu phố này, tao phải nhụt chứ, đúng không? Vậy bây giờ sao? Tao quyết định thay đổi tụi bay. Thay đổi cái nào? Bây giờ bác mở một cái lớp chống sợ vợ, tụi bay cần phải tham gia. Lớp học chống sợ vợ. Thầy chào tụi con. Chào thầy. Hôm nay là buổi học đầu tiên. Mai thầy là giáo viên dạy chính thức, còn một giáo viên trợ giảng nữa để cho lớp học thêm sinh động. Thầy xin giới thiệu với tụi con giáo viên trợ giảng của chúng ta, đó là cô giáo Emily Miley. Emily. Con Emily Lynn xin kính chào quý vị khán giả. Emily Lynn xin gửi đến quý vị khán giả lời chào trân trọng và yêu thương nhé. Quý vị khán giả ơi, hôm nay quý vị khán giả cảm thấy thế nào ạ? Có vui không ạ? Đất ơi trời, đây là lớp học. Cô là cô giáo chứ không phải là ca sĩ. Lộn rồi. Dạ. Chào lại. À, cô giáo xin kính chào tụi con. Con chào cô giáo. Có gì nhớ trả tiền đầy đủ nha chú. Mua đồ cũng tốn kém đấy. Được rồi. Cô nói tính sao đi. Tiền. À, để không mất thời gian, thầy sẽ nhào vô dạy bài đầu tiên cho tụi con liền. Bài đầu tiên: nếu bị vợ chửi hoặc vợ đánh, mình sẽ làm gì? Mộng Thường. Dạ. Trò đứng lên. Dạ thưa thầy, khi chúng ta bị vợ chửi hoặc vợ đánh, chúng ta phải đứng yên chịu chẳng ạ. Yeah. Bình thường ở nhà là vậy không luôn á. Đúng rồi thầy. Tao đập nát tài bây giờ đó. Bị vợ chửi vợ đánh cái đứng im chịu trận à. Vậy đâu phải là đàn ông. Con đóng vai Mộng Thường, còn Emily Mai Liên đó, con sẽ đóng Tiên Sa. Yes. Rồi bây giờ khi bị vợ chửi, vợ đánh, Mộng Thường tức quá, đang cầm cái ly đập xuống đất. Qua đây, qua đây thực tập. Rồi bây giờ chửi đi, chửi tức quá, đập cái ly. Dạ thưa thầy, con không dám đập ạ. Bởi vì ở nhà khi làm bể cái ly con sẽ bị bể đầu. Bởi vậy mới phải học. Đập đi. Đập. Đó, bể cái ly rồi đó. Bể cái ly rồi kìa. Cái ly bể rồi. Chồng với cho con ngất cái mặt lên coi. Đứng lên. Đó, tụi con nhìn đi, có người chồng nào mà xấu xa hèn hạ vậy không? Đây là tấm gương của tụi con nè. Đúng à, đó, bình thường tụi con đâu có soi vô được đâu. Cái này tiếng ghê không? Coi mặt nó nè, nham nhở, ngu si đần độn. Ve ra. Để thầy làm vai Mộng Thường. Cầm. Dạ. Tua lại lúc đập cái ly. À, cái ly bể rồi. Chồng với cha con giật cái mặt lên coi. Nắm tay vợ lại, không cho vợ manh động, mắng thẳng vào mặt vợ. Bà làm gì vậy hả? Tôi làm bể có cái ly thôi à. Bà là vợ tôi, bà phải dẹp. Tại sao bà muốn đánh chồng hả? Bà liễu hồn mà nghe chưa? Dẹp đi. Dạ. Hay quá, hay quá. Từng đứa lên tập với cô nhá. Rồi, Mộng Thường. Đi, dạ. đi. Lên thực tập. À, bể cái ly rồi, chồng với cha con ngước cái mặt lên coi. Cô làm cái gì vậy? Tôi chỉ làm bể cái ly thôi mà cô làm quá đáng. Cô là vợ, cô phải lượm lên, nghe chưa? Trời ơi, ve cái gì, ve cái đầu tụi bay á. Mày nói như trả bài vậy, mày phải đời thường, mày phải nạt nộ, phải hùng hồn, đánh thép. Anh dở quá, tôi làm cho coi nè. Tao làm trước. Đi. Tao có gì, má cái này dễ ẹ. À, bể cái ly rồi, chồng với cha con ngước cái mặt lên coi. Cô làm cái gì vậy? Cô là vợ tôi. Tôi làm bể cái ly thì cô phải dọn, cô nghe rõ chưa? Cô là cái gì vậy? Cô là vợ thì cô phải lệnh chứ. Trời ơi, không được cà lắm, phải nói suôn sẻ lên. Bị cà lắm à, thầy ơi, nó bị cà lắm rồi. Đúng chứ không? Làm lại. Thầy hướng cho làm lại. Trời ơi, thầy ơi.
chào các con. Cô chào thầy. Ừ. Sao rồi? Hôm qua về nhà có thực hành bài đầu tiên không? Mộng Tường. Dạ thưa thầy, con không dám làm ạ. Sao vậy? Dạ thưa thầy, con không đủ tự tin. Nó lên ngồi xuống. Còn con? Dạ thưa thầy, hôm qua vừa gặp mặt vợ con vừa tính thực hành thôi. Các anh hiểu luôn rồi. Trời ơi, nhưng mà không sao. Không phải một ngày một bữa, tụi con phải rèn luyện, nghe chưa? Bữa nay chưa được thì phải tập tiếp, tập chừng nào được thì thôi. Dạ. Hiểu chưa? Dạ bác chờ. Bác thư, con nói bác nghe nè. Bữa giờ con đợi điện thoại, con đợi hoài mà nó không có báo tin nhắn là tiền đã vào tài khoản. Mày sao tiền bạc quá. Học sinh nó chưa đóng tiền làm sao có tiền để trả cho giáo viên. Đợi vài bữa nó đóng đi rồi bác chuyển cho, nghe chưa? Mệt ghê rồi, còn Hùng Dũng đâu rồi? Hùng Dũng không biết nữa thầy ơi. Thầy ơi, không biết giờ thầy dạy hai đứa con được rồi, còn nó kể nó đi. Trời ơi, lớp đã ít rồi mà còn nghỉ hoài, sao hữu sở hụi. Nè, tụi con đóng tiền chưa? Thầy Tử ơi, thầy ai đóng, ai đóng? Rồi, rồi, trễ, trễ. Ê, rồi thấy ghê vậy? Trời, bị gì vậy con? Có gì đâu ngạc nhiên. Hôm qua về thực hành liền tay luôn. Bài học ánh mắt hình viên đạn đó. Phải liếc nhẹ vậy thôi, bầm luôn con mắt. Trời ơi, mới liếc thôi đó Nga. Không sao, thầy quên dạy tụi con bài học đầu tiên nó có những cái phản ứng phụ, mình phải kiên nhẫn, không được từ bỏ, vậy thì mình mới thành công, hiểu chưa? Dạ. Hôm nay thầy sẽ dạy cho tụi con bài thứ hai, đó là bài làm thế nào để có thể hãnh diện chảnh chẹ bước ra khỏi nhà mà không cần xin phép vợ. Nặng vừa vừa thôi chứ. Cũng thương binh như nhau mà sao mắc mới không bắt được khiên. Ê, 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 lốt rồi, lốt rồi. Chịu khó ngồi đi, chịu khó ngồi. Ê, chắc kỳ này bỏ học quá. Tôi là con một chứ bộ. Mà không cái kiểu này chắc như nhà bị đòn tuyệt giống tôi luôn quá. Hai em ơi, chắc anh buồn quá, anh theo lớp này hết nổi đó. Tôi nói thiệt á, tôi ước gì giờ á, có một chục trứng gà lăn cho nó đỡ xấu á. Quýnh bầm con mắt. Cầu được ước thấy, cầu được ước thấy. Trứng gà nè. Quẹo nữa. Thôi thầy quá. Chú ơi. Dừng tay lại, rút tay về. 10.000 trứng, quẹo lửa. Bác Tư, vì bác mà tụi con ra nông nổi này, nở lòng nào bác kinh doanh cho thân xác học trò hả bác Tư? Đúng rồi đó bác Tư, đáng lý ra là bác phải đầu tư cho tụi con mỗi đứa 1 chục trứng lăn cho nó đỡ xấu cái mặt. Ở đâu ra? Thầy cũng phải mua trứng về thầy mới luộc lên. Cũng tốn này tốn nọ vậy. 10.000 trứng là rẻ rồi. Quẹo lửa lăn. Lăn xong lột lụm. Trời ơi tiện lợi quá mà. Rồi lăn trước đi. Nè, khoan, đứa nào lấy thì phải nhớ nha. Lát tôi ghi sổ đó. Rồi con ghi sổ đi. Một trứng là một đứa trứng đúng không? Rồi lăn đi. Thầy ơi. Về. Báo cáo với thầy chắc tụi em theo không nổi, chắc bỏ lớp quá thầy ơi. Dạ đúng bỏ rồi. Thiệt luôn á thầy. Đây là mấy bài học đầu tiên thôi, nó hơi khó một chút. Không, nó vô guồng rồi là dễ dàng lắm. Mới có mấy ngày tụi con đã thân tàn ma dại gì. Theo thầy thời gian chắc tụi con chết luôn. Thôi điên quá, thôi lăn đi. Bình tĩnh đi, tôi dạy cho. Hiểu không? Bác Thư. Gì vậy? Gì vậy? Cái gì gấp vậy con? Cái gì gấp? Gì vậy? Gì vậy là sao? Hả? Thả tim hả? Tiền. Tiền gì? Có phải trả cho người ta đòi. Ai đòi? Mày thiếu nợ ta hả? Thiếu nợ, bây giờ người ta đòi gấp quá. Trời đất ơi, mày Việt Kiều gì mà về đây gây nợ là sao vậy trời? Không phải, con đi về, con đem đâu có nhiều đâu. Con mượn người ta để mua sắm nè, mua sắm nhiều bây giờ. Trời ơi, cũng vừa lắm à. Việt Kiều về đem không có nhiêu tiền, về du lịch thăm gia đình là được rồi. Xe xua làm chi, mượn đầu này được, mượn đầu nọ rồi giờ mắc nợ. Mệt mỏi ghê không, mỗi ngày bà thay 3-4 bộ đồ. Thấy không nè, quần áo son phấn, cũng vừa lắm à, tao mệt lắm. Thôi, không có liên quan tao. Mày tự mượn, mày tự trả, mày từng có than thở với tao cái gì hết trơn trời á. Bác nói vậy, bác được. Con đầu tư tất cả để muốn làm trò gián cho nó đẹp. Bây giờ bác nói như vậy, con không làm trò gián cho bác nữa luôn. Thôi, không cần. Mình tao dạy được hết á. Tao ôm nguyên cái lớp tao dạy được hết á. Không cần ai trợ giảng tao hết trơn á. Bác không cần con. Không cần. Bác nhớ nha. Nhớ sao nhớ. Được rồi, bác xin quá đi. Cái gì đây? Gì? Các anh không còn học nữa. Cái gì vậy? Đây, tôi xin trân trọng thông báo cho các anh biết. Ngươi đã mở ra lớp học chống sợ mà. Các anh gọi là thầy đây. Nhiều năm trước được phong là đệ nhất sở vương. Hả? Cái tôi mày nóng. Ủa?
Hồi xưa bác Tứ cũng có vợ hả? Có luôn hả trời? Ngày xưa bác Tứ cao lắm, cao 1m7. Bây giờ đáng biết, bây giờ còn mét to. Trời ơi, ơi. Bác Tứ, vậy là sao bác lừa tụi con hả? Vậy là sai lầm rồi. Đúng rồi đó. Vậy về không học được. Đi đi, đừng thay đổi. Lấy luôn, lấy chiếc đàn này luôn đi. Không học nữa. Đúng rồi. Đi luôn đi. Trời ơi, vợ đi dạy người ta. Trời ơi là trời. Cái con này. Vợ tôi là nhất trên đời, lớn hơn cả ông trời. Mỗi khi vợ la, tôi là niềm không nói nên lời. Đàn ông khoai thế, nếu muốn gia đình ấm êm, chẳng bao giờ tôi để vợ phải buồn đau. Mặc cho thế giới chê cười, chứ tôi vẫn thương vợ. Mỗi khi vợ kêu, ta muốn say cũng phải thức dậy. Đời tôi là thế, nếu muốn mơ cười mơ vui, sợ vợ có gì là sai đâu. Bởi vì vợ tôi là nhất.